Đã như thường lệ, từ thứ hai đến thứ sáu, khi mặt trời vừa khuất núi, các học viên của lớp xóa mù chữ tại bản Nậm Xà, xã Bùm Tở, huyện Mường Tè lại tạm gác công việc nương rẫy để tham gia lớp học chữ tại điểm trường. Điểm chung của tất cả các học viên tại lớp xóa mù chữ đều là lao động chính trong gia đình. Ban ngày họ phải lao động sản xuất, khi tối muộn về lại cùng nhau tranh thủ tới lớp để học chữ. Thưa bố mẹ, nghèo khổ nên không có điều kiện cho nên không đi học được. Bây giờ mới các cô giáo để đây cho học nên bây giờ thấy biết chữ một tí rồi là rất vui ạ. Chứa cảm ơn con giáo các thầy con thôi. Mà nên dạ các con cũng dạ cho các con được một tí là một phần nào rồi. Bây giờ thì cũng đỡ một tí rồi, dạ cho các con. Các con đi học về thì mẹ ơi chữ nào là chữ gì, hỏi như thế thì biết trả lời được một tí thôi ạ. Là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh, hiện nay, huyện Mường Tè có 14 đơn vị hành chính, gồm 13 xã và 1 thị trấn với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm vừa qua, xác định mục đích nâng cao tỷ lệ người dân biết chữ, song hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động người dân đi học, đã mở được 87 lớp xóa mù chữ, 1.688 người và 27 lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 443 người dân tham gia, đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân biết chữ trong các độ tuổi, tạo sự chuyển biến cơ bản về tỷ lệ và chất lượng người lớn được xóa mù chữ. Tính đến tháng 12 năm 2020, huyện đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 1, trong đó thì có 9 trên 14 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt 91,6%. Các giải pháp thực hiện giảm cái tỷ lệ xóa mù chữ ở người lớn, và đặc biệt là những cái vùng đặc biệt khó khăn và vùng sâu vùng xa, đó là thứ nhất là tuyên truyền cái nâng cao cái nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên và các tổ chức đoàn thể xã hội thì có cái ý nghĩa trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Thứ hai là việc mà rà soát cái số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ, rà soát số lượng người đã biết chữ nhưng nay lại tái mù chữ, để từ chữ điều tra, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng và cập nhật kịp thời những số liệu thống kê theo quy định. Thứ ba là đổi mới công tác quản lý, tổ chức của lớp học xóa mù chữ, quản lý và tổ chức các lớp xóa mù chữ có hiệu quả. Tiếp nữa là nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia xóa mù chữ. Thứ tư đó là nâng cao cái kết quả xóa mù chữ bằng cách nâng cao cái chất lượng hiệu quả giáo dục phổ thông nhằm củng cố những vững chắc những kết quả xóa mù chữ về sau. Với việc triển khai có hiệu quả các lớp xóa mù chữ trên địa bàn của huyện Mường Tè đã giúp cho người dân tự tin hơn trong cuộc sống, góp phần nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.